Dâu dâu dâu, bà con sâu, trong 500 anh em đã quay trở lại của MNG trong series bình luận với Kali Server. Và đây là MNG đến từ Server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ kế thừa classic cơ bản của Server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like, subscribe kênh nhờ vào YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cào ấy. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với các hai kênh đều ở mình và đều ở YouTube nhé. Còn bây giờ thì chiến thôi. Yeah. Đối thủ đầu tiên của Bếp Gan Vì. Sun của Sera 71 Maxima Tio Gonit Yorizi Kyrick Leo Dị Leona Hồ Rắn. Con này phải rắn không ta? Con này rắn hay con này rắn nhỉ? Con này như hồn hổ anh nhỉ? Nào đổ khó chịu hết. Đổ khó chịu thế. Thằng kia chết luôn. Choáng ngáo thật đấy. Nhưng không sao. Anh lo được. Anh lo được. Quả choáng đó thì anh lo được. Một tình huống Golit đi vào thôi là nó đã thấy khác biệt rồi. Tình huống Golit đi vào thôi là đã khác biệt rồi. Má nó cứ lắc. Vãi thật. Mày chiêu tao ở cứ lắc khối. Mày chiêu tao ở cứ lắc. Mày chiêu tao hả Clark. Một chiến thắng dành cho Bếp Gan Vì trước đối thủ của Server 71. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo sẽ gọi tên này.
Mai của xe 159. Ta có Lugo, Kionet và Nessa và Athena. AFK này nhỉ. Sun và Athena. Vớt vớt chạy Sun đi kia thì không ăn thua gì à? Vớt sút cho Sun kia thì không ăn thua. いくね。巨人に。いくね。巨人に。幕を引く。幕を引く。巨人に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 
Choáng phát nào và đó là cô xuyên nồi đấy từ vị trí của Sun lên người của Robert và Hen. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Tiếp theo cả phẩy của xe 172 Athena Quirit Miku. Kéo lại Isla nha nhé. Angle và undercut căng đấy. Nếu họ cho vào sau là mình hơi mệt nhé nhỉ. Cho vào sau là mình hơi mệt.
Thế ngay có khiêu khích mẹ ạ. Ngay có khiêu khích của con Engo. Thốn thật, đi sẽ live để in vi game không chơi được rồi. Đấy, thằng nó gọi ê mũi tí nhỏ. Giết con Angle này nè. Không né được đành phải dư mặt cho nó đấm anh em ạ. Không né được đành phải dư mặt cho nó đấm. Chơi sợ là come on sợ là cân lại hết rồi nhỉ, một mình sợ là chống lại mafia. Kiểu khích chúng anh lại, kiểu khích lại mình. Khiêu khích là hơi mệt đấy. Không thể chống được mafia nhà mà Isla đã không thể chống lại mafia trong tình huống vừa rồi, quá buồn. Cũng đến kiểu đấu tiếp theo là cần được undercut rồi, không cần lại được thì thằng hèn yếu quá. Neon là hay gì nhỉ, có xe 87 quên mất rồi nhỉ. Takuma phải bút thế, cởi qua đôi tập xong phải bút hết chân. Hèn yêu đi dị. Ui ờ, cu á vãi, cu khác thì nó tự sát anh em, cho mình cầm mic cu khác gì nó tự sát. Bú đi
quá. Body 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 body. Yes, body body body. Body. Thôi rồi, em tiêu thế thì chống nào được? Vui là lại thua rồi à? Đúng nha, vui là lại thua rồi. Bao vào thì phí quá. Anh em ạ, mang bao vào thì khí quá. Mang bao vào thì khí quá nha anh em. Mẹ Kyo, anh em biết tại sao mà nó ăn đam to rồi không hiểu. Vì nó bị ám với từ IDG nên là nó ăn đam to vãi bèo rồi. Bú đi quả này đấm toàn chí mạng rồi nha. Nhìn là biết đấm chí mạng cho bú đi. Không cần đến bú đi. Không cần đến bú đi của Vanessa. Chúng ta chỉ cần cú bạo kích của gì nhở, yêu đi dị cũng có thể sắt đào thêm bạn này. Cùng đến game đấu tiếp theo này. Yêu đi tứ cao xem 131. Hào hát, quên mất. Lại có tư chất 15 này. Mấy nhân tố này là vô nghĩa này. Mấy nhân tố nào có thể hiệu ứng, giải hiệu ứng và gây hiệu ứng được này. Single Doret, lấy Doret còn ngon hơn. Vanet Doret. Vanet Doret. Back up. Sau này sợ nhìn nghe nhỉ. Anh xét về single nó yếu hơn mình nhiều. Doret còn có gì nữa nhở? Doret còn có hóa đá đây nha. Lạnh thật, bút chân thật. Này single chụp ra rồi nha. Single khóc tiếng mán luôn đấy chứ. Đấm này single khóc tiếng mán luôn đấy nha. Đấm này single chụp. Ủa mãi cái đốt của con nào kinh vậy? Cái đốt của con Mia này nha. Đốt của Mia là Vanet mẹ mày biến hình luôn. Vanet biến hình luôn đấy nha. Đùa với Mia à. Đùa với Mia này em. Đừng đùa. Đừng đùa. Mình tưởng single hết hồi sinh gì nhở. Mẹ cái đốt của con ấy kinh thế. Quá đấy em ạ.
Bian ghê quá đấy em ạ. Những người chiến thắng cuối cùng lại là Vanessa và Dorlet. Clip này mình xin phép tạm dừng đây rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again, bye. Thank you.